chú Sáu không coi bụng chú Sáu kìa. Bắt hai luôn kìa. Còn nữa hả? Rồi đất ơi. Còn nữa hả? Còn nữa không? Ơi, con nữa kìa. Còn nữa đâu? Còn nguyên nguyên. Coi chừng còn con nữa đó. Nè coi. Cái dòng con vô này chắc nhóc quá. Cái này các con ở nhà còn các cá mẹ nè. Không, không các các cá đè là nó vô. Không cá đè mà sổ cạn á, một hang bắt cái con có mẹ đi ăn chứ. Cá này giữ thần cá luôn đâu. Trời đất ơi. Trời đất ơi, một hang ba con, cá khủng luôn. Coi còn nữa không? Coi còn nữa không? Rồi, nay anh em xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Nè, vô chào tới đập của chú Sáu trong này nữa thì cả nhà ơi. Dùng trôm chứ không phải dùng ổ nha. Dùng trôm phải làm điện. Cũng thằng đây nữa cả nhà. Thằng giác lưới luôn. Uống nước mé cả nhà ơi. Mà cả nhà uống nước mé. Vô cái đập quyền hội này mình gạn lưới chơi. Cắm lưới mày mày. Làm hộp nước mé đã gì đâu á. Đúng. Vậy. Này sáu ông xả hơi cạn cạn rồi nha. Nay vào cho hết cá luôn cho rồi. Cạn vậy chứ mà cũng sâu lắm á. Cạn ra để dính lưới à. Đổ ra để dính cái bao kìa. Đổ này chỗ này nè. Bao hồi giặt. Rồi vô mà nó hầm hết hồn vậy sao? Hôm đặt lú khu nhiều không sao? Bà con tao thôi cũng đặt đó, nó đặt cho nó lấy đặt. Bỏ cái lúng đó. Đặt vậy là cua cua thứ sáu lấy còn cá với con mà chú Sáu hả? Riêng riêng hết. Vốn giàu lắm, giàu vốn lấy lắm luôn hả? Mồi thì tao mua, cá cua thì nấu bán. Thì cũng được. Người không ít rồi. Hào bệnh không sao chú Sáu ơi. Người ta bệnh mới sợ. Người bệnh không sợ. Ủa hào bệnh không sợ. Được cái bao lên. Mà dùng lưới không? Lưới này thì chẳng vừa. Lưới này thì chẳng vừa. Hạt ô. Bên đây dữ lắm. Đúng chợ rồi. Ngay đây lúng lúng rồi. Tới rồi. Thầy dưới ngoài đó. Rút cái chân lúng chứ luôn các mày. Chồng tôi có thấy hùm từ 4 5 khía. Ủa hai con nữa ký rồi. Dữ vậy? Quá tài, bố mẹ luôn. Vậy là bữa nay rạng dám chân có lắm à. Cô mà kiếm cái nhà mà đẹp mà đừng chặt con cô. Đâu dữ vậy, 600 à? 600. Đâu có. Đâu bán hàng qua nè. Bởi hôm đi về em đặt luôn đó. Giờ dính chày nữa chưa? Chạy nữa. Không có lấy xong, tăng nắng
qua đây phụ hả? Trúc ở sao gửi trà? Trúc chưa rửa á. Trúc vô ngay chỗ em vụ á. Đừng có quậy tống. Em đi qua bên Hải mà. Rồi, có mồm bốn luôn. Rồi, xuống gì vậy chứ anh? Rồi nữa hả? Ra cho hết lưới luôn. Đi về là hết lưới. Rồi, bắt đầu kiếm con hả? Kiếm chưa? Kiếm ai quà này? Kiếm chưa? Ủa mẹ, kiếm gì vậy? Nước mặn đắng quá nha ơi. Quá trời. Mặn với nội muối rồi chơi. Cảm giác trên bờ trắng thôi. Dữ vậy? Tao nướng lên mùi vú này mà. Dài dưới đó. Có, cũng vậy đó chứ nào giờ có thêm đó gì đâu. Nhưng là bữa hổm tiền dẹm nó mượn tay khác hay nữa. Có, tại hổm là nước đầy. Bữa hổm đem vô tao này gì? Ừ. Cứ tiền dẹm đem vô giấc thôi. Kể đi chút gỡ, để nó nằm đó đi. Hết sầu cũng thẻ luôn sao? Cái gì giống cái chẹp vậy? Ngồi vô bờ gỡ. Rồi cá đối nó ngay cống kìa. Ôi rồi hết sức luôn, đen ăn nước luôn. Có sợ vợ cống thì sao đi chứ đó. Ôi rồi cá đối chạy cho chúng ta. Cá vô cổng hấp hết rồi. Nó hết hả? Gỡ luôn hết Trúc. Cái măng vậy mà. Trời ơi, cái ông mộng. Ông mộng luôn không? Được con cái đâu? Được quá, trời ơi. Cái ông mộng là to hơn sao? Sao mình không thấy dính lưới vậy? Ta vô mới dính. Vuột rồi. Có cá hường hả? Cá hường đó chân tương ăn ngon lắm anh sư. Thì chứ sáng không có chẹm á.
gì vậy? Con cá ngán nào đây? Ồ, cá gì chung ra rồi? Có không gì vậy? Cá gì chứ sao? Được không? Đó, vậy cũng có cá ăn đi. Cá gì quận quý vậy? Ơi, Trúc gỡ được không? Ô, đó có kìa toàn. Toàn lại gỡ để nó vượt. Dắt cái xuồng lên cho nó. Măng dài. Mệt quá. Hụt đéo xuồng lội đi cưng. Gỡ cái để vụt Trúc ơi. Không kiểm tra cái lưới có rách không? Chỗ đó dính gì đó. Trời ơi, nó phá bay rồi. Không có cái bùi đâu hả? Hãy dính cái lưới gì cái đó đó. Cái bùi đó bằng cục á. Bùi. Cây cái gốc này luôn á đó. Trời ơi. Trổ quá trời. Trời ơi, cá nó chạy rồi. Ôi 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 ôi. Qua trở lại đuổi trở lại. Nó đó đó. Vậy mà gượt sao dính không biết. Chạy vô cạn bài lên luôn. Tao luôn nghe quản không lên luôn. Chạy nó dính rồi. Chào tao lưới luôn. Dính. Nãy giờ nó nãy giờ rồi. Cái nãy giờ đó. Đó đó. Rồi ra luôn. Lọt trơn rồi, đổ trơn rồi. Chết nhóc nghe chứ thở tao nè. Lưới gì mà còn trổ được nữa. Cái dồn vậy góc này dữ lắm nha. Gỡ trước. Gỡ đó sụt trổ đi. Đút xuống lỗi. Mệt quá. Ô nè, chém chém. Có chém luôn hả? Chém. Không đánh không làm sao. Để đi, thôi gỡ. Để lại đi. Rồi. Được không? Không có đâm sao. Không, không, muốn lại đi. Không vượt đâu. Chèo con cái vậy.
cá dễ sau lưng kìa. Kệ nó, nó dính hồi nó không có vụt đâu. Lưới này gắt nhóc rồi. Cẩu tiêu rồi. Hết hồn cá luôn. Cả chỗ này nè mới bự nè. Tiêu rồi. Cẩu rồi. Cá bự lắm. Làm cái út mất tiêu. Cẩu hai cái ngược luôn. Ừ. Cái chẻm của con Trúc vụt hả Trúc? Còn nó chẻm dính vô, chẻm cái nó bạn lại đi vô. Còn đó chứ đâu. Cái ngát luôn. Không ngồi. Ôi ơi. Nó không gần mà đập nó lên đây ta kìa chứ sao. Đó không nổi. Thường đập ta nó gần mặt ra mặt đập không à. Trời đừng hút cái ngát luôn hả? Chết. Chết cạn lại gần mặt đập. Còn này nó còn lại cái này. Đập ba giây ở đâu nó hả? Rồi qua lưới rồi, qua lá rồi. Qua lá ruột vô. Trời ơi gì vậy? Chứ sao? Chơi lá. Ôi cái chén nó vàng thật luôn ông nội ơi. Trời ơi con cá nó chạy bài lưng luôn nè. Rồi. Đâu vô. Đâu vô. Lưới. Lưới nó gắt và cố luôn kìa. Khổ lưới mà, một con nó két. Có cái chét nữa kìa. Chét. Có cái chét luôn hả? Rồi. Có nữa hả? Qua con phi chà bá luôn. Qua dùng. Thôi mệt quá, nghỉ mệt chút. Ôi giời, cá mệt quá. Trời ơi, cá mệt quá. Tổ lỗ nào luôn ấy nè. Thừa nãy giờ. Cái đó lưới nó gách đó. Ở đầu nó nằm bờ khô không? Đi ghê lưới mà không không coi cái lưới gách không? Lưới gách cá nó lọt hết rồi. Rồi rồi, tới đây mệt cái nhà. Nghe sao? Mà kéo cá này con cá kỳ vậy. Trời ơi. Cái gì? Cá trời ơi. Cái này buông ra là lại á. Cái tao không hả? Cá chét. Ê, còn con cá chét dưới giờ ông gì gỡ chưa Trúc gỡ mấy con rồi. Cá này không có, không bao giờ lưới bắt dính được đó. Ôi. Được cá khủng thế nào. Ôi. Xuồng cá luôn. Cái cháu. Ôi cái chẻm. Chẹt. Cá chẹt, cá cháu, cá chẻm. Con gì dưới kìa? Có phi khủng cả nhà ơi. Có không? Kìa kìa, nó kìa. Nó. Vì cá nãy quần nó đó. Con ruột nó. Này mới dính. Để thưa cái nào tôi tâm không nhớ. Cua xong bắt bán sao? Cua y mà không bắt bán. Thì cái xô y đó để cho lột nó thành gạch hả? Rồi, bụng nó teo luôn. Không. Đi ra chỗ khác đừng lại đây nha. Cả nhà chút xíu nữa khóc tiếng chạch rồi cả nhà. Wow, nó phải khủng lồ. Cái chẻm nó rồi gửi chưa? Chẻm nãy tao hoàng này rồi đâu vượt được. Đây nè. Ủa, nó nằm chưa ra vậy? Cầm cái mỏ nè. Ý, nó vậy á. Cắn mày đấy Trúc ơi. Con có mồm. Trời ơi. Ơi còn trong lưới không sao. Có phi lỏng lại nữa.
Ôi ôi con cá. Để rút. Thôi đừng có giục ra. Chở xuống kéo xuống lại. Kéo xuống lại. Đây. Dạ. Rồi luôn. Đây dạ. Dạ rồi. Wow. Cái nâu kìa, cái nâu sau lưng anh kìa. Thì cái máy nữa nè. Wow. Rồi rồi. Ây da. Chết rồi. Ôi ơi, vô tới đây cũng bay ra được. Cái chị trước, kéo xuống lên trước. Để cắt lên coi. Có được cá luôn mà. Xong cái chị trước á. Wow. Có phơi rủng nữa kìa. Có phơi eo. Chị đâu vậy? Đầu đó còn rồi đó. Cái đồ đó vô trước đi. Cái đồ có chị đi trước. Không, cái đồ đó nó núng cái đầu này nè. Mò dính hả? Đầu luôn con cá. Ôi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Ôi. Ôi ôi, tên con này. Phi khủng. Tốt vô đi, hồi nữa sao? Giữ lắm chỗ này thôi. Rồi. Gì cá hường, cá điêu hồng. Cá điêu hồng. Cái gì ai biết cá điêu hồng ở đâu chỗ này nữa? Cá điêu hồng đó. Cá điêu hồng. Điêu hồng. Cá hường hồi nãy đầu tiên á mấy cá hường. Cá này điêu hồng. Đập gì nhiều lửa cá á. Có mực nữa, đập cái mực nữa. Có không? Để được hai con, chạy luôn được hai con. Mực gì mực tua hả? Dạ. 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 Nè, bỏ vô. Lưới vô xuồng đi, gỡ. Gỡ văng lưới dính con cá à. Vô. Cái chồ á. Gần 2 kg. Nu luôn. 2 tháng 7 tôi ăn chay. Trời đất coi con cá dồ 2 kg, còn gì con cá dồ nữa. Ây da. Quá trời có bị cá cả nhà ơi. Nó đi, nó đi. Cá đi cho nó đi à. Cá này còn cá còn nấp trên nhà ngọn trời quá. Cá con cũng nu mà ăn ngon bị mình ăn chay mình có biết ngon dở gì. Nó đóng. Cái gì nè hả? Cá dồ. Trong đàn là đập á hả? Ừ. Gặp ơi, bị gặp ơi, bị gặp ơi. Vậy chứ đó tôi với thằng Hải rất tháo rồi. Rồi hết rồi. Được không? Rồi, thành công. Gặp hai cá ngát luôn hả? Có ẩn không? Có gặp cá không lên vợ? Bình chào ái rồi. Nó nằm nghe, nó nằm nghe. Đại chú ơi. Đạp gì nó vô cái bùng binh. Nó sẽ đi tẻ đó. Đạp nó được. Nó mò mò cái mò. Vậy mà nó không lên vợ ta. Cá đừng có đòi tay vô đó. Chạy ra. Nó nằm đó đó. Gần cái miệng vợ rồi nó không lên nè. Nhiều khi nó thấy vợ nó không lên. Nó thấy chú Sáp nó không lên. Nó thấy vợ kìa. Cái chân cái bụng chú Sáu á. Sáu này đâu rồi? Bắt tay luôn. Nó không ra chợ rồi cả nhà. Cá này hầu không dưới 2 kg. Cái hang có chui vô luôn. Dạ chưa? Đâu đâu. Quay đầu qua bên này.
chú sáu không coi bụng chú sáu kìa. Bắt hai luôn kìa. Còn nữa hả? Trời đất ơi. Còn nữa hả? Còn nữa không? Trời ơi, con nó kìa. Còn nữa đâu? Còn nguyên. Coi chừng còn con nữa đó. Nè đây. Cái dòng con vô này chắc nhóc quá. Cái này các con ở nhà còn các cá mẹ nè. Không cá 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 đìa là nó vô. Không cá đìa mà sổ cạn á, một hang. Con có lại đi ăn chứ. Cá này giữ thần cá lắm đâu. Yeah, trời đất ơi. Trời đất ơi, một hang ba con, cá khủng luôn. Coi còn nữa không? Coi còn nữa không? Làm gì mới thấy nè, hang cá ngát ba con. Một xuồng cá luôn. Ba cá ngát chưa biết ai hả? Lấy gì bẻ? Có ao tay. Nó không thấy sao? Đủ thứ cá trơn luôn, cá gì cũng có thêm. Kỹ chút nha, cá ngát nha. Bây giờ thành quả của anh em được nhiêu đây cả nhà? Anh em xin chào cả nhà.